Xin chào, ta là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề tủ thuốc gia đình thì hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu Manje cây táo Coffee Air là thuốc gì? Nếu như bạn quan tâm thì hãy bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nhé. Các bạn thân mến, với video ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ cho các bạn biết và có một cái nhìn khái quát hơn về loại thuốc đó chính là Manje B6 Coffee Air, để cho các bạn biết được cách sử dụng, dùng như thế nào là đúng và những cái lưu ý và những tương tác như thế nào, cũng như chống chỉ định trong trường hợp nào để giúp cho bạn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý ngay tại nhà. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang điểm danh qua thuốc Manje B6 Coffee Air là thuốc gì? Thì trên tay Trang đang cầm đây chính là vị thuốc Manje B6 Coffee Air các bạn nhé. Thì đây là một trong những cái loại thuốc thuộc cái nhóm là bổ thần kinh. Nó có hai thành phần chính, đó chính là manje và vitamin B6. Thì cái thành phần hoạt chất trong cái vị thuốc này đó chính là magnesium lactate dihydrat 470mg và pyridoxine hydrochloride 5mg. Ngoài ra thì nó còn cái dạng bào chế khác nữa, chính là cái dạng dung dịch, có nghĩa là cái dạng ống 10ml đó. Thì cái thành phần hoạt chất của nó hơi khác một xíu thôi. Thì là nó sẽ chứa 186mg magnesium lactate dihydrat và 936mg bidoclat, manje bidoclat đó, và 10mg vitamin B6. Thì đây là hai cái dạng bào chế của manje B6 Coffee Air. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu cùng với Trang nha. Thì manje là một trong những cái ion mang điện tích dương, nó có trong nội bào và nó sẽ tham gia vào quá trình là kích thích và giảm sự dẫn truyền của các neuron, đồng thời nó cũng tham gia vào cái quá trình hoạt hóa của các enzyme trong cơ thể. Thì mức manje trong cơ thể của các bạn ở cái hàm lượng bình thường đó chính là lớn hơn 7mg trên lít. Còn vitamin B6 á, là một trong những cái chất đồng hòa, đồng yếu tố đó, thì nó sẽ giúp cho việc hấp thu manje tại ruột non tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, đó chính là tác dụng của manje B6 Coffee Air là gì? Thì manje B6 Coffee Air nó có tác dụng gì? Nó được chỉ định trong cái trường hợp nào đây? Thì sẽ được chỉ định trong những cái trường hợp là phòng hoặc là việc bù lại cái lượng thiếu hụt manje và B6 trong cơ thể của các bạn với những cái trường hợp triệu chứng như sau. Bạn cảm thấy mệt mỏi nè, bạn bị kích ứng nè, bạn gặp phải tình trạng tim đập nhanh, bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn cơ trơn ở đường tiêu hóa, cũng như là bạn gặp vấn đề về đau cơ hoặc là bạn bị chuột rút, thì sẽ được chỉ định sử dụng vitamin B6 kết hợp cùng với manje các bạn nhé. Nhưng mà đó là những cái trường hợp bác sĩ sẽ khám cho bạn và chỉ định cho bạn sử dụng và chúng ta không tự ý sử dụng thuốc ngay tại nhà bạn nhé. Tiếp đến đó chính là cách sử dụng vitamin B6 Coffee Air. Ở đây thì sẽ có hai dạng bào chế, đó là dạng viên uống và dạng ống là dung dịch đó. Thì chúng ta sẽ có những cách uống khác nhau. Đối với dạng viên uống thì chúng ta sẽ uống trực tiếp cùng với một ly nước đầy. Còn cái dạng ống thì bạn vẽ ống ra, bạn cho vào nửa ly nước các bạn nhé. Thì cái liều lượng sử dụng như sau. Người lớn dạng viên uống có nghĩa là dạng này đây. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ uống, một lần uống là chúng ta uống 2 viên, ngày từ 2 đến 3 lần, tùy thuộc vào bác sĩ chỉ định các bạn nhé. Còn trẻ trên 6 tuổi và cân nặng của trẻ là lớn hơn 20kg, thì lúc này trẻ cũng có thể sử dụng được viên uống, là trẻ sẽ uống lần 1 viên, ngày 2 lần. Còn nếu như trẻ dưới 6 tuổi và cân nặng của trẻ là lớn hơn 10kg, thì trẻ sẽ uống dạng ống các bạn nhé, mỗi lần 1 ống, ngày 2 lần.
Người lớn của chúng ta nếu như uống dạng ống thì chúng ta sẽ uống mỗi lần một ống vào ngày từ 2 đến 3 lần. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng và liều lượng của magie B6 cộng PE. Và các bạn lưu ý là khi sử dụng bất kỳ các loại thuốc nào thì cũng phải có sự tư vấn từ dược sĩ hoặc là bác sĩ để các bạn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý nhất, để tránh những biến chứng xảy ra đó. Và chúng ta sẽ uống cùng với bữa ăn các bạn nhé. Tiếp đó đó chính là tác dụng phụ khi sử dụng magie B6 cộng PE. Thì khi bạn sử dụng magie B6 cộng PE ở một số người cũng xảy ra một số những tác dụng phụ như sau: nôn, buồn nôn, hoặc là bạn cảm thấy tê rung cái đầu chi, nhưng mà khi ngưng thuốc thì nó sẽ hết các bạn nhé. Hoặc là bạn sẽ cảm thấy tình trạng là rối loạn tiêu hóa như là đầy hơi, trướng bụng, tiêu chảy, và cũng có thể trường hợp xảy ra là bạn bị nhiễm con huyết, hoặc là bạn làm trong cơ thể của bạn giảm đi cái nồng độ acid folic các bạn nhé. Thì đó là những tác dụng phụ thường xảy ra nhất đó. Tiếp đến là chống chỉ định khi sử dụng magie B6 cộng PE. Những trường hợp bệnh lý sau đây không sử dụng magie B6 cộng PE các bạn cần lưu ý nhé. Đầu tiên, bạn quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của magie B6 cộng PE. Thứ hai, những người bị suy thận nặng, độ thanh thải creatinine dưới 30ml trên phút thì chúng ta không dùng các bạn nhé. Dạng viên uống magie B6 cộng PE này thì nó có chứa glucose, cho nên không dùng cho những người bị rối loạn dung nạp fructose nè, cũng như là những người kém hấp thu glucose đưa vào cơ thể đó, thì chúng ta cũng hạn chế. Đối với những trường hợp bạn bổ sung canxi đồng thời đó, thì chúng ta nhớ là uống magie B6 trước, sau đó rồi chúng ta mới bổ sung canxi các bạn nhé, thì nó mới hấp thụ được magie ở ruột non của các bạn. Thì đó là những cái chống chỉ định. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, những lưu ý khi dùng magie B6 cộng PE. Đây là những lưu ý mong rằng các bạn đón nhận để sử dụng thuốc an toàn và hợp lý nhất các bạn nhé. Đầu tiên, những người bị suy thận nặng thì chúng ta không sử dụng bởi vì rất dễ bị nhiễm con huyết các bạn nhé. Có nghĩa là độ thanh thải creatinine dưới 30ml trên phút thì không dùng. Phụ nữ mang thai thì hết sức cẩn trọng và chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ. Phụ nữ cho con bú thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Không sử dụng quá liều cho phép các bạn nhé. Tiếp đến đó chính là những người gặp vấn đề về và rối loạn tiêu hóa cấp, hoặc là nhiễm khuẩn cấp ở đường ruột này, hay là có những cái phẫu thuật ở cái đường tiêu hóa đó, thì chúng ta không sử dụng các bạn nhé. Không sử dụng kết hợp đồng thời vitamin B6 magie này cùng với những cái thuốc levodopa, bởi vì nó sẽ làm giảm tác dụng của levodopa đó, thì chúng ta cần lưu ý ở những trường hợp này để sử dụng đúng. Và cuối cùng đó chính là những tương tác thuốc. Thì bạn không dùng đồng thời magie B6 cùng với levodopa là thuốc điều trị Parkinson đó, bởi vì nó làm giảm tác dụng của levodopa và nó làm cho bệnh lý trở nên nghiêm trọng hơn, thì chúng ta không dùng đồng thời, bởi vì piridoxin là vitamin B6 các bạn nhé. Tiếp đó là không sử dụng cùng lúc magie B6 với thuốc kháng sinh tetracycline hoặc là thuốc kháng sinh nhóm là fluoquinolone, Vioclonogon đó, thì chúng ta không sử dụng cùng các bạn nhé. Bởi bạn nếu các bạn muốn sử dụng cùng á, thì bạn cách nhau là 3 tiếng đồng hồ. Tiếp đến là nếu như bạn sử dụng magie B6 cộng PE này cùng với canxi hay là các muối canxi đó, thì nó sẽ làm cản trở việc hấp thu magie ở ruột non, thì chúng ta cũng cách nhau ít nhất là 2 tiếng đồng hồ khi sử dụng bổ sung các bạn nhé, để tránh những cái trường hợp tương tác xảy ra đó. Thì mong rằng các bạn hiểu đúng và sử dụng đúng magie B6 cộng PE.
Nhớ là chúng ta chỉ sử dụng bổ sung khi thật sự cần thiết và khi có chỉ định của bác sĩ. Bởi vì sao? Bởi vì những cái trường hợp bị rối loạn giấc ngủ nè, hay là tim đập nhanh, hay là bạn gặp vấn đề về chuột rút, đau cơ, hoặc là bạn mệt mỏi, kích ứng đó trong cơ thể thì sẽ được chỉ định sử dụng. Nhưng mà bác sĩ sẽ làm lại xét nghiệm, nếu như cái nồng độ magie trong cơ thể của các bạn trở về mức bình thường thì chúng ta sẽ ngưng sử dụng chứ không phải lạm dụng. Đừng nghĩ rằng nó thuộc nhóm thuốc bổ thần kinh thì chúng ta cứ uống một cách là tùy thích thì nó sẽ không tốt các bạn nhé. Bởi vì trong cơ thể bạn có gặp những bệnh lý nào hay không, bạn có thích hợp sử dụng magie B6 cộng BE hay không thì bác sĩ sẽ là người cân nhắc chỉ định cho các bạn. Hy vọng với những kiến thức này đã giúp ích cho các bạn rất nhiều. Nếu như bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.